Thế đây chị đây nè, ngày hết ngày không hết đây. Nó xấu, cái nó hết, cái nó xấu. Chị cho chị là mỗi người thôi chứ chị không. Mà mình như vậy mình chịu không nổi, mình nó con nít nữa mà sao chị cho nổi. Ừ, em bốc hơi mưa. Có còn nhiều ha. Chứ sắp tầm 70 hũ rồi. Mấy người mới bóp một lần nữa. Mà không lẽ tự nhiên cái nó phải nguồn lai từ đâu rồi cái chi chứ em. Tự nhiên cái nó bị á. Tự nhiên hơn nữa mới giải là do thời tiết. Kiến ở bên cái cụ chỏ tay tay dùm nữa nè. Kiến này bò lên cái tay ta phải ta nè. Nó sẽ chế chập nó bây giờ mà vô ăn lại ngay dở đó. Đâu có nóng đâu, hồi chị ăn cũng đâu có nóng đâu. Nhưng mà em nghe mót, nó phật phật trước cái mặt em, nghe mót. Thằng bấm cái điều hòa là em chị á hả? Bấm cho cái cánh nhịp á, đang đứng thì chỗ. Vâng, mưa gây một con bó ngồi chợ ơi. Nhưng mà biến sâu cho bớt đau rồi. Ừ,
Tối không? Máu kinh thiệt. Tiếng xe của nhà sinh bi giống tiếng xe của em chưa? Tiếng xe ở đâu với anh bi? Thì đó là giống tiếng xe em. Con đi ra, con đi ra.
Hello. Đi rồi. Làm gì? Là thằng cu nó chở đi rồi kìa.